Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành, Lưu Hà Trinh và MC Minh Tuấn, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ Đỗ Hải Anh, SCBC Việt Nam, Ngọt, Tui Mi, Đạt Maniac, Võ Hà Trâm, The Lyricist, BN, Bích Ngọc, Dream Chain, Minh, DJ Hoa Bros, Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, nghệ sĩ Thanh Bùi, Sơn Tùng MTV. Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 diễn ra lúc 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và phát sóng trực tiếp trên HTV3 Dreams TV.